Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Và hôm nay mình có một thí nghiệm, đó là đốt cái thanh sắt đó lên. Đốt thanh sắt đó lên và cho con đĩa lên. Thì cái con đĩa mình cầm cái chai vô có vậy thôi. Chứ cái con đĩa này là con đĩa mình tiết kiệm, đĩa mình bỏ vô tiêu á. Rồi mình đem mình bỏ lên, mình đốt thanh sắt cho nó cháy lên. Xong rồi mình bỏ cái con đĩa lên trên đó và làm món đĩa nướng tiêu lớp. But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down bad. Đó thì bây giờ mình sẽ đốt thanh sắt này lên. Tại vì ở này ngoài đây trời đang là trưa nên là ánh sáng rất là mạnh, nên mà các bạn không thể thấy được mình đang đốt nó có lửa, nên mình để cái lá cây lên cho các bạn thấy. Cũng như là cái thanh sắt nó có đỏ lên các bạn cũng không biết nữa, tại vì ở ngoài đây nó ánh sáng mạnh quá, nên là không thấy được cái thanh sắt nó đỏ lên, chỉ thấy được phần nào sơ sơ thôi. Thì khi làm thí nghiệm này xong là mình thấy mình sai lầm ở cái chỗ là nếu như mình làm vào buổi tối thì nó sẽ tốt hơn. Đây làm ban ngày thì không thấy được thanh sắt đỏ. Thì như bây giờ thế này cũng thấy rồi, ngay cái điểm đó là cái thanh sắt nó cũng đã đỏ lên rồi đó. Nó đỏ ở ngay cái điểm đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lấy con đĩa và bỏ nó lên. Đây con đĩa trong cái hũ tiêu. Thì rất may cho con đĩa nếu nhờ có cái lớp tiêu ở ngoài nó bảo vệ nó, nếu không là nó sẽ phát nổ ngay lập tức luôn. Cũng may mắn là như vậy. Thì cái thanh sắt nó nóng nó đỏ lên thì nhiệt độ cũng rất là cao. Rồi bây giờ con đĩa nó đã chết rồi. Nếu như mà nó không có cái lớp tiêu này thì con đĩa nó vừa bỏ lên nó sẽ nổ liền. Nó nổ nó văng máu từ lưa hết. Nếu như trong người nó còn máu. Rồi, nó đã chết cứng. Vẫn chưa hài lòng với kết quả nên mình quyết định đốt nó luôn. Lấy lửa đốt luôn. Thì các bạn cũng thấy là cái miệng con đĩa nó hả họng ra, nhìn nó rất là dễ thương. Nhìn như là nó đang cười với mình, nó đang chào với mình hay sao. Nói chung bài này là nó quá mức với con đĩa rồi. Con gì đưa lên lửa mà chả chết. À quên, nó quên vẫn còn một con gấu nước. Một cái thể loại mà nghe nói là bỏ dần nhâm thạch vẫn sống. Cái khúc đó là con đĩa nó phát nổ là khiến cho mình giật mình và té ngã luôn. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn muốn mình làm gì về những con đĩa ở những bài tra tấn tiếp theo và ý kiến của các bạn như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Và các bạn đừng quên chia sẻ video để cho mọi người cùng xem những bài tra tấn của con đĩa, những bài tra tấn con đĩa của mình. Nói riết thì lộn tùm lum hết à. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.